7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh như alumin, bia, sợi len long cừu, rau cáp đông, phân bón NPK đều giảm. Sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ chậm, hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường giảm, nhất là thị trường quốc tế, dẫn đến sản phẩm tiêu thụ chậm, sản xuất giảm. Một số công ty xuất khẩu sang các thị trường các nước Trung Á như Ả Rập, Afghanistan, Pakistan gặp khó khăn trong thanh toán từ đối tác, tỷ giá đồng đô la Mỹ biến động, thiếu ngoại tệ nên đã tạm ngưng xuất hàng. Không chỉ khi xuất khẩu gặp khó, các chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức xúc tiến thương mại tại nhiều địa phương trong cả nước đã được Lâm Đồng đẩy mạnh nhiều năm nay. Qua các chương trình kết nối giao thương hỗ trợ doanh nghiệp, đã có hàng ngàn kết nối và trao đổi, giao dịch trực tiếp với nhiều nhà phân phối, đối tác và tệp khách hàng tiềm năng. Năm 2021 thì công ty được sản phẩm của công ty được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Và năm 2022 thì tỉnh đã có văn bản công bố là tỉnh đã chấp nhận đề xuất lên Trung ương là sản phẩm OCOP 5 sao. Và cái chương trình sản phẩm của OCOP này thì theo tôi thấy thì nó rất có lợi cho đối với cái doanh nghiệp có sản phẩm OCOP, nó nâng cao cái thương hiệu của sản phẩm của doanh nghiệp lên rất là nhiều. Dựa vào cái sản phẩm OCOP thì mình có thể là quảng bá được rất là nhiều người. Hiện nay phần lớn người tiêu dùng thường có suy nghĩ hàng trong nước đang bị cạnh tranh bởi hàng ngoại nhập. Nhưng phải nhìn nhận thực chất hàng trong nước, nhất là sản phẩm của các nhà cung cấp địa phương, sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang lay hoay tìm cách để tham gia vào các kênh bán lẻ hiện đại. Đưa hàng vào hệ thống bán lẻ hiện đại đã khó, để giữ được vị trí cần phải có thời gian. Do vậy, qua những chương trình kết nối giao thương sẽ giúp cho cả nhà phân phối và doanh nghiệp hiểu hơn để căn chỉnh lại sản phẩm hoặc cách thức quảng bá phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Hiện nay thì cái nhận thức của người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn. Có những cái sản phẩm mà OCOP thì họ cũng nhận thức được rằng đó là những cái sản phẩm tiêu biểu cho một địa phương và nó là đặc sản của một vùng miền và nó được thẩm định qua những cái cơ quan ban ngành để chứng nhận cho sản phẩm đó là đạt tiêu chuẩn chất lượng, được sản xuất an toàn về thực phẩm, rồi có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các hệ thống phân phối là những cái đơn vị mà trực tiếp thực hiện cái việc lựa chọn mua sắm hàng hóa và để phân phối lại, bán lại cho người tiêu dùng thành phố. Và họ rất là hiểu cái thị trường thành phố, họ hiểu được cái nhu cầu, họ hiểu được cái thị hiếu của người tiêu dùng thành phố. Và họ sẽ có những cái định hướng, những cái gợi ý tốt nhất, hợp lý nhất cho địa phương, cho những nhà sản xuất để mà có thể đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Từ nay tới cuối năm, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều chương trình kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời là triển khai chương trình bình ổn thị trường. Thông qua các chương trình này sẽ đẩy mạnh kích cầu nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tìm được đầu ra cho sản phẩm, nhất là kết nối giao thương với các địa phương trong nước tiêu thụ hàng hóa Lâm Đồng. Chúng tôi sẽ tập trung vào 4 cái lĩnh vực sau. Thứ nhất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện cái việc là tham gia các cái điểm bán hàng Việt, điểm bán hàng OCOP và điểm bán hàng tự hào hàng Việt. Thế thì nó cũng sẽ góp phần cho doanh nghiệp có thể là quảng bá sản phẩm của mình và chuyển tải các cái thông tin ở trong các cái kênh thị trường trong nước. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp kết nối cung cầu. Kết nối cung cầu thì như vậy từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi đã thực hiện ở miền Bắc và miền Trung, và cái hy vọng sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức đủ 3 miền Bắc Trung Nam trong cái kết nối cung cầu và từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hơn nữa. Đặc biệt là cái hệ thống các cái cửa hàng OCOP thì đã được thực hiện trên cả nước, thì đó là trong một trong những kênh để cái sản phẩm của Lâm Đồng có tham gia được cái hệ thống đó. Cái thứ ba nữa đó là tham gia cái sàn, các cái sàn thương mại điện tử, và trên cơ sở đó là quảng bá về trực tiếp. Đó thì đây cũng là một trong những hoạt động để cho doanh nghiệp có thể tham gia được. Trước những yêu cầu của bối cảnh mới, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hàng hóa cần được tổ chức thực hiện sáng tạo và nâng cao hơn nữa cả về chất và lượng, triển khai phối hợp đa dạng, hướng tới mục tiêu tăng cường tối đa tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác này để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước.